và một số môn thì nó nhiều tiết hơn, một số môn thì ít tiết hơn. Ví dụ như môn này thì em ít tiết hơn, thì em có 45 tiết à, còn bên kia là 60 tiết. Nhưng mà cho nên tụi cô quyết định là để cắt bớt hai bài thuyết trình chứ không cắt bớt phần lý thuyết. Là đúng ra là có tới 4-5 bài thuyết trình thì sẽ đủ 60 tiết, nhưng mà do mình ít tiết hơn thành ra là mình bỏ bài thuyết trình chứ mình không bỏ lý thuyết. Và khi mà tụi em sau này tụi em tốt nghiệp tụi em đi làm á, mình làm ở bệnh viện, mình có thể làm ở đâu em biết không? Mình tốt nghiệp ra trường mình có thể đi làm ở đâu? Ở bệnh viện nè ha, rồi ở viện nghiên cứu đúng không? Viện nghiên cứu ví dụ như là Opro, viện Pasteur, viện tế bào động, viện sốt rét ký sinh trùng, viện sức khỏe lao động, sức khỏe nghề nghiệp gì đó nha. Rồi các cái trung tâm y tế dự phòng, hoặc là những cái bệnh viện quận huyện, hoặc là trạm y tế, có tên về trạm y tế, 25 là các thành trưởng trạm y tế. Chứ mình phải chờ cái trưởng trạm về hôn rồi mình lên liền luôn á. Thì khi mà các em đi làm, sau này cũng có một số em sẽ làm ở các trường đại học, tức là mình có thể đi dạy. Thì cho dù sau này các em có làm ở cái nơi nào đi nữa, cái vị trí nào đi nữa, thì các em phải khi trong cái vị trí việc làm của các em á, trong cái nhiệm vụ mình phải hoàn thành á, mình vừa bên cạnh cái nhiệm vụ chuyên môn là ví dụ như khám chữa bệnh hay là quản lý gì đó, thì mình sẽ có thêm cái nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học. Các em biết chuyện đó không? Mình phải làm cái đề tài nghiên cứu ha. Tùy theo cơ quan, người ta bắt buộc làm 1 năm phải có một đề tài, hay là 2 năm hay là 5 năm gì đó. Giống như tụi cô làm ở bên Đại học Y Dược thì mỗi năm tụi cô phải làm 230 tiết nghiên cứu khoa học. 250 tiết. Nếu mà cô làm một cái đề tài á, một cái đề tài mà đi lấy số liệu, phân tích số liệu đủ thứ á, là trong vòng khoảng gần 1 năm á, thì cô được 60 tiết thôi. Trong khi yêu cầu phải là 230 tiết, cho nên là một giảng viên phải làm rất là nhiều việc liên quan đến nghiên cứu khoa học nha. Làm đề tài nè, rồi viết bài báo. Viết báo có nghĩa là mình làm đề tài xong mình viết một cái bài báo, mình đăng báo tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Thì cái bài báo đó chính là những cái bài báo mà thầy Tuấn sẽ gửi cho các em để các em thuyết trình đó nha. Sau này chúng ta sẽ tập viết những cái bài báo giống như vậy. Chúng ta đăng báo thì một bài đăng báo á, mình có thể có từ 160 tiết đến 200 mấy tiết á. Là một năm mình đăng một bài là mình đủ cái gọi là mình hoàn thành nhiệm vụ nha. Thì sau này cho nên là sau này mình đừng có nghĩ mình là bác sĩ thì mình chỉ cần biết lâm sàng là đủ. Biết lâm sàng mình mới có hoàn thành một nửa nhiệm vụ thôi. Thậm chí bây giờ học điều dưỡng á cũng phải làm nghiên cứu khoa học của các em. Ở các bệnh viện điều dưỡng vẫn phải làm nghiên cứu khoa học nha. Mà muốn làm nghiên cứu khoa học thì các em phải có cái kiến thức cơ bản về ba cái môn học. À, thứ nhất là môn dịch tễ học, thứ hai là môn thống kê y học. Các em học thống kê chưa? Thống kê y học khác với thống kê nha. Thống kê kia là toán, còn thống kê y học là những cái phương pháp thống kê ứng dụng trong những cái nghiên cứu y khoa. Và cái môn thứ ba là nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học thì bộ môn cô chỉ dạy cái môn dịch tễ học thôi. Còn hai môn kia thường mình cho cái bộ môn thống kê y học sẽ dạy nha. Không biết ở hình như cũng có bên trường cô qua dạy. Cho nên cái khi mà mình học dịch tễ á, có thể bây giờ mình thấy là nó còn hơi xa vời với mình nha. Mình để học cho thi hết môn, nhưng mà sau này khi các em đi làm rồi hoặc là các em sẽ năm thứ sáu, các em có cần phải có lại kiến thức về dịch tễ nha. Cho nên là mình giữ kỹ những cái tài liệu để sau này mình đọc. Bây giờ rất là nhiều các anh chị các em ra trường rồi nhưng mà phải quay lại kiến sách để mà đọc, để mà làm nghiên cứu khoa học mới có thể đảm bảo được cái giờ nhiệm vụ của mình trong bệnh viện. Thì khi mà chúng ta muốn làm một cái đề tài nghiên cứu á, để có thể nghiên cứu khoa học làm một cái đề tài nghiên cứu, có nghĩa là từ đâu mình có cái đề tài nghiên cứu là trong cái quá trình mình làm việc á, mình có những cái thắc mắc ha, những cái thắc mắc hay là những cái nhu cầu muốn tìm hiểu, muốn học hỏi về kiến thức mới, cho nên mình muốn bắt tay vào làm một cái đề tài để có thể trả lời cái thắc mắc của mình. Thì cái công cụ để mà giúp chúng ta có thể tiến hành những cái nghiên cứu,
nhằm trả lời những cái thắc mắc của mình trong quá trình mình làm việc á, đó là những cái thiết kế nghiên cứu, là những thiết kế nghiên cứu. Thế thì bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại thiết kế nghiên cứu thường được sử dụng khi chúng ta tiến hành những nghiên cứu trong y khoa. Tùy theo mục đích của mình là mình muốn làm nghiên cứu về cái vấn đề gì mà mình sẽ lựa chọn cái loại thiết kế nghiên cứu phù hợp. Ở đây cô sẽ giới thiệu với các em về chín loại thiết kế nghiên cứu thông dụng nhất, thường gặp nhất. Mình sẽ tìm hiểu về bản chất của từng loại thiết kế nghiên cứu đó. Nhưng mà mình nên nhớ là trong thực tế các em, mình có nhiều hơn chín loại thiết kế nghiên cứu à, có rất là nhiều loại. Người ta có thể kết hợp những cái loại này lại với nhau thành một cái loại thiết kế nghiên cứu mới. Nhưng mà mình hiểu về chín loại này thì mình có thể hiểu được những cái loại kết hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm như thế nào được là thiết kế nghiên cứu. Để tìm hiểu khái niệm về thiết kế nghiên cứu, đầu tiên mình phải tìm hiểu cái khái niệm nghiên cứu là gì. Nghiên cứu là gì các em? Nghiên cứu là gì? Ví dụ như có bao giờ các em gặp một cái vấn đề gì đó khó quá, mình không thể trả lời được mà mình phải hẹn lại là để mình về mình nghiên cứu tài liệu không? Dạ, có. Có không? Vậy mình nghiên cứu tài liệu là mình làm gì? Đúng rồi, mình tìm kiếm thông tin, là mình phân tích cái thông tin đó ha, tìm hiểu thông tin, đúng không? Thì cái công việc đó gọi là nghiên cứu, nó chỉ là một phần nhỏ của nghiên cứu thôi. Nghiên cứu có rất là nhiều cách, nhiều phương pháp. Việc mình tìm tài liệu, đọc, phân tích và hiểu cái tài liệu đó là một phần rất nhỏ trong nghiên cứu. Và vậy thì nghiên cứu có nghĩa là việc mình đi tìm những cái tài liệu một cách khoa học nha, tìm một cách khoa học chứ không phải đơn giản mình lên Google mình sợ cái tài liệu đó rồi mình bớt được cái nào mình đọc cái đó. Mình phải tìm một cách khoa học, mình phải tìm trên những trang web mà có uy tín, những trang web chính thống. Ví dụ như trong ngành y thì mình sẽ có những cái trang web, ví dụ như là mình sẽ vào cái trang web của Tổ chức Y tế Thế giới ha, hoặc là mình vào trang web của Tổ chức Y tế Thế giới của khu vực Tây Thái Bình Dương, tại vì mình là thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương chứ không phải là khu vực châu Á đâu nha. Mình lên cái trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, mình chọn đúng cái khu vực là Tây Thái Bình Dương. Rồi mình có thể vào trang web của CDC. CDC là của Mỹ chứ không phải là CDC của Việt Nam ha. CDC của Việt Nam cũng được nhưng mà nó ít thông tin lắm. Các em tìm thử cho hết thông tin lắm. Rồi mình có thể vào những cái trang web của những cái hiệp hội ha, hiệp hội tim mạch của Mỹ hay là hiệp hội tim mạch châu Âu hay là những cái hiệp hội về ung thư, những cái hiệp hội về bệnh phổi, hiệp hội bệnh truyền nhiễm, hiệp hội bệnh không truyền nhiễm. Ha, mình vào những cái trang web có uy tín như vậy để mình tìm tài liệu, mình tìm hiểu về mình có những kiến thức mới. Rồi, đó là cái nghiên cứu. Ngoài ra, cái đó là việc nghiên cứu tài liệu thôi. Còn nếu như mà mình có những cái thắc mắc nào mà việc tìm tài liệu cũng không thể trả lời được cái thắc mắc của mình thì mình phải tiến hành một cái cuộc khảo sát hay là một cái cuộc điều tra để có thể tìm ra câu trả lời. Đúng không? Ví dụ như mình muốn mô tả về một cái bệnh nào đó, hay là mình muốn đi tìm nguyên nhân nào gây ra bệnh, hay là mình muốn đi tìm cái biện pháp điều trị bệnh nào tốt nhất, thì bây giờ mình đọc tài liệu không có được thông tin đó, vậy thì mình sẽ bắt tay vào làm một cái nghiên cứu, một cái khảo sát để có thể tìm ra được câu trả lời cho cái thắc mắc của mình. Đó là một cái phương pháp nghiên cứu. Thì để có thể thực hiện được những cái nghiên cứu á, tìm cho dù là tìm tài liệu hay là làm cái cuộc khảo sát thì chúng ta cũng cần phải có cái hướng dẫn hay cái kế hoạch phải được lập ra trước để chúng ta dựa vào kế hoạch đó chúng ta tiến hành cái nghiên cứu của mình. Thì cái kế hoạch đó được gọi là thiết kế nghiên cứu. Vậy thì thiết kế nghiên cứu đó là một cái kế hoạch chi tiết bao gồm những bước cơ bản để có thể giúp chúng ta xác định được đối tượng nghiên cứu của mình là ai. Rồi mình sẽ sử dụng phương pháp thu thập số liệu gì? Mình phỏng vấn hay là mình cân hay là mình đo, mình xét nghiệm gì đó.
ra đối tượng nghiên cứu để mình có được thông tin, rồi mình phân tích và lý giải những cái kết quả thu được nhằm để đạt được ba cái mục đích này trong dịch tễ học. Mục đích thứ nhất là mô tả về bệnh, mình chưa hiểu gì về cái bệnh đó, mình sử dụng một cái thiết kế nghiên cứu để mình làm khảo sát, mình hiểu được cái bệnh nha, là mình mô tả bệnh. Hoặc là mình tìm nguyên nhân gây ra bệnh để xem coi tại sao mà người ta mắc bệnh, người đó có những cái đặc điểm gì, đặc điểm đó có phải là nguyên nhân gây ra bệnh hay không. Hoặc là cái kết quả của những cái nghiên cứu này được sử dụng để tìm ra hiệu quả của một cái cách điều trị bệnh hay là một cách phòng ngừa bệnh, đúng không? Ví dụ như có rất là nhiều nghiên cứu được thực hiện trong thời gian qua nhằm tìm ra cái thuốc tốt nhất để có thể điều trị được bệnh nhân nhiễm Covid-19 nha. Hoặc là những cái cuộc thử nghiệm vaccine của rất là nhiều hãng chạy đua với nhau để có thể tìm ra loại vaccine nào tốt nhất giúp phòng ngừa Covid-19. Đó là cũng là những cái phương pháp nghiên cứu để có thể tìm ra được những cái sản phẩm, là những sản phẩm đó để can thiệp vào sức khỏe, là để điều trị hay là để phòng ngừa bệnh. Rồi, vậy thì đó là những cái, nếu như mà chúng ta muốn tiến hành một cái cuộc khảo sát hay một cái cuộc nghiên cứu á, thì chúng ta phải sử dụng một cái công cụ, đó là những thiết kế nghiên cứu. Mình chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp với lại mục tiêu của mình, rồi mình căn cứ vào cái thiết kế bản chất của thiết kế nghiên cứu đó, mình tiến hành một cái khảo sát. Có rất là nhiều loại thiết kế nghiên cứu các em, và việc phân loại chúng á, thì nó tùy thuộc vào cái mục đích của nhà nghiên cứu là để làm cái gì. Mục đích của nhà nghiên cứu là để làm cái gì. Thì chúng ta đã tìm hiểu về những cái mục đích của dịch tễ học, nó là mục đích của dịch tễ học, nhưng mà thật ra nó là mục đích chung của tất cả những cái nghiên cứu trong y khoa. Khi mình đứng trước một vấn đề sức khỏe, đương nhiên là mình sẽ có những cái câu hỏi về cái vấn đề sức khỏe đó. Câu đó là vấn đề sức khỏe, nhưng mà thông thường mình hay nói đó là bệnh đó, cho dễ hiểu. Khi mình đứng trước một cái bệnh, thường mình sẽ đặt ra những cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nếu mà mình chưa hiểu gì về cái bệnh đó, chưa biết gì về bệnh, thì đầu tiên mình sẽ mô tả cái bệnh đó. Mình sẽ đặt câu hỏi, bệnh này nhiều hay là ít? Ai là người có thể mắc bệnh? Người đó bao nhiêu tuổi? Người đó là nam hay nữ? Người đó có gia đình chưa? Người đó giàu hay nghèo? Người đó sống ở nông thôn hay thành thị? Rồi người này bị bệnh khi nào? Đúng không? Những câu hỏi đó là mục đích là để mô tả về cái bệnh mà mình quan tâm, mình phải hiểu cái bệnh đó, mô tả về bệnh. Vậy thì nếu chúng ta, mục đích của chúng ta là để mô tả về một cái bệnh nào đó, thì chiến lược chúng ta sử dụng là mình sẽ mô tả về cái tần số mắc bệnh nè, và cái tỷ lệ mắc bệnh trong dân số, rồi những tỷ lệ, những cái đặc tính của bệnh trong dân số. Ví dụ như là trong dân số của chúng ta có khoảng 20% người bị tăng huyết áp. Là trong 20% người bị tăng huyết áp đó thì 40% là nữ, 60% là nam. Ví dụ như vậy ha. Đó là chiến lược mô tả đó các em. Mình mô tả cái bệnh và mình mô tả những đặc tính của bệnh trong dân số. Mình mô tả thì sẽ bao giờ mô tả về tần số và mô tả tỷ lệ phần trăm. Thì lúc nếu mà chúng ta muốn mô tả bệnh, chúng ta sẽ sử dụng các cái thiết kế nghiên cứu mô tả nha, các thiết kế nghiên cứu mô tả. Cô nghĩ là chắc là cô sẽ gửi cái file combo cho các em trước để các em ghi chú ha. Vậy thì cho cô số điện thoại để cô gửi trước. Mấy các em ghi chép thôi. Thank you.
cho nên mình hình thành cái sự nghi ngờ
hút thuốc lá là nguyên nhân gây tăng huyết áp, nhưng mà mình chưa có kết luận được, mình chưa khẳng định được đó là nguyên nhân. Rồi bây giờ nếu mà mình đã biết về một cái bệnh nào đó rồi, điều tiếp theo mà mình muốn tìm hiểu đó là tại sao người ta bị bệnh, đúng không? Tại sao người ta lại bị bệnh? Tại sao có người bệnh, có người không bệnh? Vậy thì những người bị bệnh họ có đặc điểm gì? Họ có cái gì khác với người không bị bệnh? Ha? Có phải cái sự khác nhau đó làm cho người ta mắc bệnh hay không? Đúng không? Thì lúc đó để có thể xác định được một yếu tố nào đó làm nguyên nhân gây ra bệnh thì mình phải có so sánh, phải sử dụng chiến lược so sánh. Mình phải so sánh cái người bị bệnh với người không bị bệnh, hai cái nhóm này có cái đặc điểm gì giống nhau và khác nhau, đúng không? Có gì đấy nghe, những cái điểm giống nhau, à, những điểm giống nhau, nhưng mà tại sao tại cho những người ở nhóm bệnh, những nhóm không bệnh họ giống nhau mà lại có người bệnh người không, thì mình phải tìm điểm khác nhau, đúng không? Tùy theo cái mục đích của mình nha, có khi mình đi tìm điểm khác nhau, nhưng mà có khi mình đi tìm điểm giống nhau. Bây giờ để chứng minh một yếu tố nào đó là nguyên nhân gây ra bệnh thì mình phải so sánh giữa người bị bệnh với người không bị bệnh, họ có điểm gì khác nhau, ha? Hoặc là mình đi so sánh một người có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ với lại một người không có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, cái gì của họ khác nhau mà làm cho một nhóm bị bệnh, một nhóm không bị bệnh, đúng không? Cho nên chúng ta phải sử dụng chiến lược so sánh, thì khi đó mình sẽ lựa chọn các cái loại thiết kế nghiên cứu phân tích, ha, mình gọi là nghiên cứu phân tích, tên của nó là nghiên cứu bệnh chứng hoặc là nghiên cứu đoàn hệ. Là mình có hai loại thiết kế nghiên cứu nữa nha, nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu đoàn hệ. Rồi bây giờ khi mà mình đã hiểu rõ về nguyên nhân gây ra bệnh rồi, mình sẽ can thiệp. Can thiệp có nghĩa là làm gì? Mình biết một người bị bệnh, mình can thiệp là mình làm gì các? Điều trị bệnh cho người ta, ha? Mình điều trị bệnh cho người ta. Còn nếu như mà mình biết một người vì sao mà họ không bị bệnh rồi, mình có can thiệp không? Có. Mình cũng can thiệp. Lúc đó mục đích can thiệp. Để khẩu trang cho lại hả? Cô rất là thích những các bạn phát biểu trong lớp á. Thì mà hồi xưa cô học là cô lúc nào cũng giơ tay lên, là lúc nào bị kêu lên á. Đây thì khi mà những người mà chưa bị bệnh á, ha, mình can thiệp bằng cách là mình phòng ngừa bệnh cho người ta, đúng không? Thì can thiệp lúc đó không phải là mình cho người ta uống thuốc mà là mình phòng ngừa bệnh cho họ. Phòng ngừa bệnh có thể là mình khuyên họ nên tập thể dục thường xuyên, hay là nếu như mà họ có thuốc lá nhưng mà họ chưa có bị bệnh thì mình khuyên họ nên bỏ thuốc lá, đúng không? Ta phải ăn hút thuốc lá không bị bệnh đâu, không mắc bệnh đâu. Thì mình sẽ khuyên những người đang hút thuốc lá, tại vì mình biết đó là hút thuốc lá có nguy cơ gây ra những cái bệnh, ví dụ như là bệnh gì? Bệnh phổi. Bệnh phổi nè, bệnh phổi rất là nhiều loại ha, bệnh tim mạch ha, bệnh tim mạch hút thuốc lá gây ra bệnh tim mạch rất là nhiều. Thì mình đúng là tăng huyết áp, thì mình khuyên họ bỏ thuốc lá, có nghĩa là mình cũng can thiệp nhằm mục đích là giữ phòng cho người ta không mắc bệnh. Vậy thì để đưa ra những cái biện pháp can thiệp đó, mình phải có bằng chứng chứng minh là cái biện pháp đó nó hiệu quả, đúng không? Nó hiệu quả thì mình sẽ áp dụng. Thì mình sẽ đi đánh giá cái hiệu quả của những cái biện pháp đó. Để chứng minh một cái biện pháp can thiệp nó có hiệu quả, mình cũng phải so sánh. Nha, so sánh giữa nhóm được can thiệp với lại nhóm không được can thiệp, đúng không? Để xem có hai nhóm nào mà đạt hiệu quả cao hơn. Chúng ta khi đó chúng ta sẽ sử dụng các nghiên cứu can thiệp. Mình có ba loại nghiên cứu can thiệp. Thứ nhất là thử nghiệm lâm sàng, thứ hai là thử nghiệm thực địa, và thứ ba là can thiệp cộng đồng. Nha. Những cái loại nghiên cứu này nó khác nhau ở cái mục đích và đối tượng nghiên cứu. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về chín loại thiết kế nghiên cứu này. Chín loại thiết kế nghiên cứu này. Mình sẽ tìm hiểu các bản chất của từng loại, nhưng mà để có thể bắt tay vào tiến hành một cái nghiên cứu nha, thì mình không thể nào
qua cái bài này mình làm được hết đó, chưa có làm được đâu. Tại vì mình chỉ sau này một lát mình sẽ nghe sơ qua về các loại nghiên cứu này thôi, để mình có thể nhận ra được nó, nhận ra được nó thôi, chứ chưa có làm được nó nha. Làm được nó nghe phải nội công hay phải thâm hậu hơn nữa, phải học thống kê đi học nè, phải học một cái môn nghiên cứu khoa học đó cũng thống kê học tới 180 tiếng và nghiên cứu khoa học là tới 60 tiếng nữa thì mình mới có thể làm được một cái đề tài nghiên cứu. Nhưng mà bây giờ mình có thể hiểu được, nắm được cái khái niệm. Thì người ta phân loại các cái thiết kế nghiên cứu á, mô tả và thiết kế nghiên cứu phân tích, người ta gom nó thành một cái nhóm gọi là nhóm nghiên cứu quan sát, để phân biệt nó với nhóm nghiên cứu can thiệp. Hai nhóm này khác nhau, cái tên nó khác nhau, đúng không? Một ở trên là những nghiên cứu quan sát, còn những cái nghiên cứu dưới đây là nghiên cứu can thiệp. Quan sát có nghĩa là mình nhìn, cô đang quan sát em nè, là cô quan sát. Còn cô can thiệp là khác à, ví dụ như là cô cho các em uống một cái loại thuốc nào đó, hay là cô bắt các em tập thể dục, hay là cô bắt các em hút thuốc lá, hay là cô bắt các em bỏ thuốc lá gì đó, thì là can thiệp, đúng không? Can thiệp. Còn mình chỉ quan sát như thế này thôi là những cái nghiên cứu quan sát. Nghiên cứu mô tả và phân tích là nghiên cứu quan sát. Thì nghiên cứu quan sát kìa, về khi nói về cái gọi là cái power của cái nghiên cứu á, mình dịch ra là cái sức mạnh, thì nghe nó kỳ quá ha. Cái sức mạnh của cái nghiên cứu á, gọi là cái power, à, lực của nghiên cứu á, thì nghiên cứu can thiệp là có cái lực mạnh nhân mạnh hơn là nghiên cứu quan sát, tại mình can thiệp vào mà ha, và dĩ nhiên nó sẽ khó hơn. Thì những nghiên cứu quan sát á, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về từng loại thiết kế nghiên cứu ha. Đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu cái nhóm nghiên cứu quan sát. Thì người ta gọi nghiên cứu quan sát là tại vì trong cái nghiên cứu này nè, nhà nghiên cứu họ chỉ đơn thuần là quan sát và ghi nhận những cái tính chất tự có của bệnh và những cái yếu tố liên quan tới bệnh, chứ không có tác động gì vào cái bệnh này hết, hoặc là không tác động gì vào đối tượng nghiên cứu hết. Mô tả
Cái bản hồi nãy chúng ta đã xem qua rồi, mình có 4 loại nghiên cứu mô tả. Thứ nhất là nghiên cứu tương quan. Thứ hai là báo cáo một ca. Thứ ba là báo cáo hàng loạt ca. Và thứ tư là nghiên cứu cắt ngang. Thì trong cái cuốn sách dịch tễ này nè các em, từng loại chức giáo nghiên cứu nó có một cái bài riêng. Cho nên mình muốn làm một cái nghiên cứu khoa học, mình phải đọc trong cuốn sách này, chứ không phải là học trong cái môn dịch tễ trên lớp nha. Dịch tễ trên lớp là để giới thiệu sơ lược thôi, giống như là nhá hàng cho tụi em về dịch tễ học thôi, chứ không cách nào mình hiểu hết được. Mà cái tài liệu này các em có thể đọc để các em tìm hiểu kỹ hơn, nhưng mà cái gì cũng có cái giới hạn của nó. Các thầy cô dạy trên đây là tóm tường lại những cái làm cơ bản nhất và chỉ thi. Còn nếu mà mình muốn nghiên cứu thì mình đọc kỹ cuốn sách, còn không thì mình chỉ đọc cái bài nào mà thầy cô dạy thôi ha. Những cái nào mình muốn tìm tòi, mình muốn khám phá thì mình hẳn đọc thêm, còn không thì mình chỉ đọc mấy bài thầy cô dạy ở trong sách thêm được rồi, chứ đừng có tìm hiểu kỹ quá. Kinh nghiệm của các năm trước là các bạn nào, các bạn học phải nói là càng học càng rối, nhiều thông tin quá, càng học thì càng rối là vậy đó. Thì cái nghiên cứu tương quan là cô dịch từ cái chữ correlational study. Study là nghiên cứu á. Thì nghiên cứu tương quan được sử dụng để mô tả sự tương quan hay là sự liên quan giữa bệnh và những cái yếu tố mà nhà nghiên cứu quan tâm. Ví dụ như cô là một người rất là quan tâm tới thể lực của thanh niên Việt Nam. Và trong thể lực, chiều cao là quan trọng nha. Thì cô sẽ tìm coi những cái yếu tố nào, cái chiều cao của thanh niên Việt Nam thì nó như thế nào so với chiều cao của những cái quốc gia khác ở khu vực châu Á. Tại vì chúng ta cùng cái chủng tộc á, là người châu Á, thì mình có thể so sánh với nhau được ha. Chứ bây giờ mình so sánh chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam với là chiều cao trung bình của thanh niên ở Pháp, nó không có cơ sở để so sánh đâu. Được, mình so sánh với là châu Á thôi, để chúng ta cùng chủng tộc. Đây, thì cô so sánh chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam với là chiều cao trung bình của thanh niên ở Nhật đi. Và một số yếu tố liên quan đến chiều cao trung bình nữa, ví dụ như là cái gì các em? Các em nghĩ coi cái gì mà nó có thể liên quan tới chiều cao? Chúng đọc chờ. Nhưng mà trên thì mình rất là khó có số liệu, đúng không? Mình đâu có thể nào mà giải trình tự gen của từng người được. Dinh dưỡng. Dinh dưỡng, đúng rồi, dinh dưỡng, chế độ ăn nè, hoặc là uống, đúng không? Chế độ ăn hoặc là chế độ uống, sữa đó. Vậy thì cô sẽ làm một cái nghiên cứu khảo sát về cái chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam qua trong vòng 10 năm đổ lại đây để so sánh với lại cái lượng sữa tiêu thụ bình quân đầu người ha, trong vòng 10 năm đổ lại đây đó. Thì cái nghiên cứu như vậy là nghiên cứu tương quan các em nha, là nghiên cứu tương quan. Tại vì cô làm nghiên cứu đó nhằm mục đích là muốn tìm sự tương quan giữa chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam và những yếu tố mà cô quan tâm, ví dụ như là cái tuổi dậy thì trung bình nè, cái cân nặng trung bình nè, rồi cái số lượng sữa tiêu thụ bình quân đầu người nha. Thì nếu mà cô làm ra tôi thấy nó có sự khác biệt, có sự tương quan, thì cô sẽ hình thành giả thuyết về nguyên nhân. Ví dụ như là tôi thấy là trong vòng 10 năm trở lại đây, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam thì tăng dần, nghĩa là tăng dần là cao lên ha, cao lên, và tương ứng với lại cái lượng sữa tiêu thụ thì nó cũng tăng lên. Vậy thì cô hình thành cái giả thuyết là có mối liên quan giữa cái lượng sữa uống vào trung bình hàng ngày với lại cái sự gia tăng của chiều cao ha. Và đó là cô hình thành giả thuyết. Thì đó, nghiên cứu tương quan á, chúng ta sẽ nghiên cứu trên từng dân số chứ không phải là từng người. Cô nghiên cứu về chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam không có nghĩa là cô đi đo chiều cao của từng người thanh niên đang sống tại Việt Nam. Cô không làm chuyện đó, mà cô lấy cái chiều cao trung bình thôi. Thì chiều cao trung bình này mình có thể có được cái số liệu từ những cái cuộc điều tra dân số, từ điều tra dân số hay là từ những cái đợt khám sức khỏe ở những cái trường học, đúng không? Rồi cái số lượng sữa tiêu thụ bình quân đầu người cô cũng không có đi hỏi,
là một ngày tụi em uống được bình bao nhiêu ml sữa. Cô có hỏi và cô lấy cái số lượng sữa bán ra theo doanh thu á, theo doanh số ở những cái cửa hàng bán tạp hóa, cửa hàng bán sữa hay là siêu thị. Thường là tại cửa hàng tạp hóa người ta không thấy được, người ta lấy là siêu thị thôi, thì nó chỉ là tương đối nha. Cho nên khi mà mình nghiên cứu được từng doanh số, cái số liệu á mà mình lấy là trị số trung bình của những doanh số đó, đó là nghiên cứu tương quan. Cô nói nhiều về loại nghiên cứu này tại vì đây là nghiên cứu duy nhất mình tiến hành trên dân số, và mình lấy cái số liệu là giá trị trung bình của dân số. Chúng ta không phải đi hỏi từng người để thu thập số liệu đâu, mà chúng ta sẽ lấy cái số liệu có sẵn. Ví dụ như mình lấy số liệu từ điều tra dân số hay là từ cái dân số bán hàng nha. Rồi, nghiên cứu tương quan là nghiên cứu duy nhất lấy số liệu là từng là dân số. Có thể là những dân số khác nhau, so sánh với nhau, hay là một dân số mà tại nhiều thời điểm khác nhau. Ví dụ như cô có thể cho so sánh chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam với chiều cao trung bình của thanh niên ở những nước lân cận, hay là cô so sánh chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam mà theo từng năm. Thì đây là ví dụ về nghiên cứu tương quan. Trên bảng là một cái phân tán đồ. Phân tán đồ nghĩa là một cái đồ thị có những cái dấu chấm rải rác ha. Những dấu chấm này ở đây là lá cờ đó. Mỗi cái lá cờ là số liệu của một quốc gia. Ở đây người ta biểu diễn số liệu về cái lượng chocolate tiêu thụ bình quân hàng năm và cái số lượng giải Nobel mà cái quốc gia đó đạt được tính trên 10 triệu dân. Thì mỗi cái lá cờ tương ứng với là số liệu của một quốc gia ha. Ví dụ như ở Phần Lan, cái lượng chocolate tiêu thụ bình quân một năm là 7 kg và trên cứ 10 triệu người thì có 9 giải Nobel. Nhiều quá ha. Mơ chưa có được đâu. Trả Việt Nam có trên đây khỏi tiền. Thứ nhất là mình tiêu thụ chocolate rất là ít. Thứ hai là mình cũng không có giải Nobel nào, cũng không có ló được người ta chút xíu nào ở đây hết. Rồi, mình căn cứ vào cái kết quả này, khi mà mình vẽ một cái phân tán đồ nghe, là những cái dấu chấm rải rác á, mà những dấu chấm rải rác này thực sự là nó có cái hình dạng, thì đó cái hình dạng trong trường hợp này nó có cái hình đám mây như thế này nè, cái đám mây hình dấu sắc nè, là tương quan mạnh, tương quan thuận và tương quan mạnh. Tương quan thuận có nghĩa là số này tăng thì số kia cũng tăng, nha, số này giảm thì số kia cũng giảm. Thì gọi là tương quan thuận, và nó tương quan rất là mạnh tại vì cái đường thẳng nó tương đối là nó ngay cái điểm giữa của cái hình chữ nhật á, nó càng ngay giữa thì nó càng mạnh. Rồi nhìn vào kết quả này chúng ta có thể rút ra được cái giả thuyết gì, mình có thể rút ra được giả thuyết gì từ cái kết quả này nghe. Ăn nhiều sô cô la thì sao? Nhiều giỏi nó bên giỏi giỏi đây là gì? Là có giải Nobel. Ăn ở cái quốc gia nào mà ăn càng nhiều sô cô la thì càng có nhiều giải Nobel đúng không? Rõ ràng kết quả này đây là một cái nghiên cứu được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine và tạp chí Y khoa của Anh. Để đăng được một cái bài lên tạp chí này là chạy trật lắm của các em. Mình gửi bài báo một tấm trời luôn mới được đăng á, tại vì họ kiểm tra tính chính xác á, dữ dội lắm. Năm 2012, kết quả này là có thật, là đúng chứ không phải là cô bịa ra cho các em vui đâu. Ăn càng nhiều sô cô la thì cái có nước nào có ăn càng nhiều sô cô la thì giải Nobel. Mình kết luận là do ăn sô cô la mà người ta làm giải Nobel được không? Mua sô cô la cho bò. Tại sao? Vì ăn nhiều bị tiểu đường. Ăn nhiều sô cô la thì bị tiểu đường. Tại sao? Vì ăn nhiều bị tiểu đường. Tại sao mà không kết luận được là do ăn nhiều sô cô la mà được giải Nobel đó? À. Không kết luận được ha. Mình đưa ra giả thuyết thì được. Giả thuyết là có mối liên quan giữa ăn nhiều sô-cô-la và làm giải Nobel. Còn mình nghi ngờ thắc mắc thì cái chuyện này mình có thể lên Google mình gõ cái này. Mình gõ cái tên này nè, Chocolate Consumption nè. Đó, mình gõ cái cụm từ này nè, mình
thì cái nghiên cứu này đọc thử thôi là có thêm những cái khoản nào nữa nha. Thì tôi đưa ví dụ này để cho các em thấy là đây là một nghiên cứu tương quan, tại vì người ta lấy số liệu trong dân số, mỗi một cái biến số, một cái đơn vị nghiên cứu trong cái nghiên cứu này là một quốc gia chứ không phải là một người nha. Và cái giá trị của cái biến số đó, một cái cá thể, một cái đơn vị đó là trị số trung bình của quốc gia đó. Đây là số liệu về cái lượng sô-cô-la tiêu thụ bình quân đầu người của cả nước nha. Và cái số lượng giải Nobel này là người ta tính bình quân trên 10 triệu người, tính trên 10 triệu người chứ không phải là tính tổng của quốc gia nha. Thì mình thấy là đây là nghiên cứu tương quan và cái số liệu của mình là số trung bình của dân số, số bình quân của dân số. Thì chưa chắc những người mà đọc giải Nobel trong quốc gia này đã là người có mức tiêu thụ sô cô la như thế này, đúng không? Đây là con số bình quân mà đâu phải của họ. Chưa chắc những người đọc giải Nobel chính là những người ăn nhiều sô cô la, là quốc gia cái mức tiêu thụ của quốc gia họ thôi. Cho nên khi mình làm một nghiên cứu tương quan á, mình vẫn có thể làm được nghiên cứu này các em. Nếu mình có đầy đủ số liệu này là mình làm được thôi, chứ mình không cần phải đi lấy số liệu. Khi mình làm nghiên cứu tương quan thì mình không được kết luận về cái mức độ tiếp xúc ở cá thể ha. Tại vì mình đâu có đi lấy trên từng người đâu, mà mình kết luận về mặt cá thể, cá nhân, đúng không? Mình lấy số liệu bình quân mà, cho nên mình chỉ có thể đưa ra cái giả thuyết. Mình giống như là mình làm nghiên cứu là mình bài ra một môn thì nè, tôi thấy là ở đây có mối liên quan, có ở đây có, ở đây có, ở đây có, có mối liên quan. Còn cái chuyện mà đi kiểm chứng nó là mình phải làm nghiên cứu khác nữa. À, từ cái mối liên quan đó mình lấy ra, mình làm một cái nghiên cứu nữa để mình chứng minh cái điều đó là đúng hoặc điều đó sai. Đây, đây là ví dụ về nghiên cứu tương quan. Để
đề ra cái giả thuyết về nguyên nhân gây ra bệnh của họ, nha, tìm hiểu về những cái người này xem cho họ có đặc điểm gì mà làm cho họ bị bệnh, thì đó là báo cáo hàng loạt ca. Thì báo cáo hàng loạt ca hay là báo cáo một ca, nó có thể giúp cho chúng ta phát hiện ra dịch bệnh hoặc là phát hiện ra một cái bệnh mới. Cách đây khoảng mười mấy năm đó các em, lúc đó cô mới đi làm, thì ở Quảng Ngãi á, xuất hiện một cái bệnh người ta gọi là bệnh lạ, không có đặt tên được, bệnh lạ. Và cái trường của cô thì đi lên đó ở cái vùng Ba Tơ của Quảng Ngãi. Ở đây có ai quê Quảng Ngãi không? Có hả? Biết Ba Tơ không? Em có bị bệnh lạ không? Cô hỏi kỳ quá à, để cô inbox à. Bệnh lạ tại vì á, người ta thấy là ở cái nơi đó đó, ở Ba Tơ á, có những người là tự nhiên cái bệnh nào mà bị bệnh ngoài da, giống như là bảy nến nhưng mà không phải, bị đỏ rát lên luôn, bị bệnh ngoài da, không tìm ra được nguyên nhân, thì người ta mới cử một cái đội dịch tễ xuống là có đại học y dược nè, viện Pasteur nè, viện Tết Cộng nè, hay xuống đó, lên đó và xuống đó. Lên đó thì người ta lúc đầu là chỉ có một ca, rồi sau có rất là nhiều ca, thì người ta báo cáo làm cái nghiên cứu hàng loạt ca, tổng hợp những ca bệnh này, hỏi về những cái đặc điểm của họ, biết là họ có cùng một cái bệnh rồi, bây giờ mình tìm hiểu coi họ có cái điểm gì chung, đúng không? Trong trường hợp đó thì mình tìm điểm chung của họ. Thì những người này có một điểm chung, không phải là những người bệnh không, mà cả cái khu vực đó luôn có một đặc điểm chung là họ ăn cơm á, cái cơm của họ được nấu từ cái gạo ủ, gạo đem ủ rồi mới đem nấu. À, thì cái gạo ủ á, ủ bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà có rất là nhiều người ủ gạo mà bị móc, nhưng mà người ta vẫn xài, người ta vẫn nấu ăn. Thì thật ra lúc đó mình chưa có dám kết luận nguyên nhân là do ăn gạo móc, tại vì mình không có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó. Nhưng mà mình phải ngăn chặn cái bệnh này lại thôi, đúng không? Thì lúc đó người ta mới nghĩ ra một cách làm phát gạo, tài trợ gạo cho những người ở cái khu vực đó. Thì chuyện gì xảy ra đúng không? Người ta không có bị bệnh, những người khác không có bị bệnh nữa, hai những người bị bệnh thì bớt. Rồi vậy thì cái đoàn nghiên cứu rút về một thời gian sau, chuyện gì lại xảy ra? Bệnh quay trở lại, tại vì người ta hết gạo, với là cái thói quen người ta là như vậy, nên người ta lại tiếp tục ăn cái gạo ủ. Thì để cái ví dụ đó để cho thấy là mình những cái báo cáo hàng loạt ca có thể giúp cho chúng ta phát hiện ra bệnh mới hoặc là dịch bệnh. Nhưng mà khi mà mình báo cáo hàng loạt ca hay là báo cáo một ca, mình có thể đưa ra giả thuyết về cái yếu tố mình nghi ngờ đó là nguyên nhân gây ra bệnh, nhưng mà mình chưa thể khẳng định được á, tại vì đó mình chỉ mới có một nhóm bệnh thôi à, mới có một nhóm bị bệnh thôi, mình chưa có bằng chứng là những người không bị bệnh là do người ta không có cái yếu tố đó, đúng không? Cho nên mình chưa khẳng định được. Rồi, đây là ví dụ về báo cáo một ca, a case study về cái bằng chứng về gen cho cái việc tái nhiễm SARS-CoV-2. Bài báo này đăng trên tạp chí The Lancet, là một trong những cái tạp chí uy tín nhất trong ngành y, nha, trong cái chuyên đề bệnh truyền nhiễm. Thì bài báo này đăng vào tháng 1 năm 2021. Mình nhớ là cái thời điểm đó mình chưa biết nhiều về SARS-CoV-2 nha, chứ không phải là bây giờ mình cũng chưa hiểu hết đâu, nhưng mà nhiều hơn, kiến thức của mình nhiều hơn lúc đó. Lúc đó là tháng 1 năm 2021. Lúc đó mình đang còn rất là vô tư, đúng không? Ở nhà. Lúc đó mình còn chuẩn bị ăn Tết nữa, chưa có sợ gì mà. Tháng 1 năm 2021 thì có một cái báo cáo của một nhóm các nhà khoa học. Mình cắt mất đi cái nơi làm việc của họ rồi. Thì họ đưa ra cái báo cáo về một bệnh nhân. Bệnh nhân này có hai lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, một lần vào tháng 4 và một lần vào tháng 6. Và ở trong tháng 5 thì người này có hai lần xét nghiệm âm tính, có nghĩa là người này tái nhiễm chứ không phải là nhiễm và mất hết. Nha.
ý này là vậy đó. Thì người ta phân tích bộ gen của SARS-CoV-2 thì người ta thấy là có sự khác biệt về mặt di truyền học, có nghĩa là hai cái biến thể khác nhau. Và lần nhiễm thứ hai thì có triệu chứng nghiêm trọng hơn lần đầu. Đó, người ta thấy có một ca bệnh đặc biệt như thế này nè, thì người ta báo cáo cái ca bệnh này lên để đưa ra cái bằng chứng là con người có thể tái nhiễm SARS-CoV-2. Bây giờ thì mình biết rồi, nhưng mà lúc đó mình chưa biết. Đó, đây là báo cáo một ca đó các em. Thấy không? Rõ ràng là có một ca bệnh, nhưng mà nó có đóng vai trò rất là quan trọng trong cái kiến thức là người ta có thể tái nhiễm SARS-CoV-2. Tiếp theo, mình sẽ xem cái ví dụ về báo cáo hạt lọt da. Đây là một cái bài báo đăng trên tạp chí Elsevier, là tạp chí online. Elsevier là một cái nghiên cứu quan sát. Người ta không có đưa cái tên thiết kế nghiên cứu lên tiêu đề của bài báo, mà người ta gọi nó là nghiên cứu quan sát về cái những cái trường hợp nhân viên y tế đã tiêm vaccine mà bị nhiễm đột phá SARS-CoV-2 chủng Delta. Breakthrough là nhiễm đột phá. Cái khái niệm này xuất hiện trong cái vụ dịch ha, là để chỉ những người mà nhiễm bệnh sau khi tiêm vaccine. Có nghĩa là không phải là tiêm vô bị bệnh, mà là đã tiêm vaccine rồi mà vẫn bị bệnh ha, thì gọi là nhiễm đột phá. Breakthrough là nhiễm đột phá. Thì cái nghiên cứu này được thực hiện tại Bệnh viện nhiệt đới. Tìm bệnh viện nhiệt đới, những nhân viên y tế ở đó là những người đầu tiên được tiêm vaccine. Nhưng mà người ta phát hiện ra cái ổ dịch ở đó là những người này vẫn bị bệnh. Ha. Thì người ta báo cáo về những cái trường hợp bệnh này, cho nên nghiên cứu này được gọi là báo cáo hàng loạt ca. Người ta báo cáo cái gì trong về những cái ca bệnh này? Thì người ta báo cáo về đặc điểm của họ, đặc điểm nhân khẩu học của những ca bệnh này. Rồi họ có bị bệnh nặng hay không? Thì cái trong cái đợt này không có người nào bị nặng hết. Thậm chí có người không có triệu chứng. Nhưng mà cái tải lượng virus của họ rất là cao, cao gấp mười mấy lần so với người không tiêm vaccine mà bị nhiễm. Rồi, đây là ví dụ về báo cáo hàng loạt ca. Bây giờ tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về loại nghiên cứu mô tả thứ tư, đó là nghiên cứu cắt ngang. Nha, nghiên cứu cắt ngang là nghiên cứu Search Cross-Sectional Study. Nghiên cứu cắt ngang là nghiên cứu được thực hiện để nhằm đo lường tỷ lệ nhiễm mắc của một bệnh nào đó trong dân số. Thì khi chúng ta tiến hành nghiên cứu cắt ngang, cái tên gọi của nó thì mình cũng có thể hình dung ra cách mình làm nghiên cứu rồi đó. Là mình sẽ chọn một cái mẫu nghiên cứu rồi mình làm cái khảo sát cắt ngang. Tại cái thời điểm mình khảo sát, mình sẽ hỏi đối tượng nghiên cứu của mình về tất cả những thông tin mà mình cần biết nha. Những thông tin về bệnh, thông tin về phơi nhiễm, hết tất cả những thông tin mà mình cần biết. Thì nghiên cứu cắt ngang có thể được sử dụng để mô tả bệnh. Ngoài ra nó còn có thể được sử dụng để tìm nguyên nhân gây ra bệnh. Trong một số trường hợp đặc biệt thì nó có thể được sử dụng để tìm nguyên nhân gây ra bệnh. Đặc điểm của nghiên cứu mô tả, đặc điểm của nghiên cứu cắt ngang là nó không có điểm xuất phát cụ thể và cũng không có chiều nghiên cứu rồi. Tại sao mình lại nói như vậy? Là như thế này. Gọi là nguyên nhân gây ra bệnh, nó phải xảy ra trước khi có bệnh, đúng không nghe? Nó phải xảy ra trước khi có bệnh ha. Thì khi mà mình tiến hành một cái nghiên cứu để xác định nguyên nhân của một bệnh á, mình có thể bắt đầu từ nguyên nhân rồi mình xem người ta có bệnh hay không, hoặc là mình có thể bắt đầu từ bệnh rồi hỏi xem người ta có cái yếu tố nguy cơ hay không. Mình có thể bắt đầu bằng một trong hai cách đó. Nhưng mà đó, cái nghiên cứu cắt ngang, do mình làm nghiên cứu, đây là cắt ngang, cho nên mình hỏi những thông tin về bệnh và phơi nhiễm hay là nguyên nhân á, cùng một lần mình khảo sát. Thật ra nó không có cái chiều xuất phát, không có điểm xuất phát. Và khi mình làm cái nghiên cứu á,
mình có thể làm bắt đầu từ nguyên nhân rồi theo dõi theo chiều thời gian để phát hiện bệnh, hoặc là mình bắt đầu từ bệnh, mình hỏi ngược về quá khứ để tìm nguyên nhân, thì đó là ngược chiều thời gian. Mình có thể tiến hành nghiên cứu cùng chiều hay là ngược chiều thời gian, nhưng mà đó có nghiên cứu cắt ngang, mình xem ngang mà, cho nên nó không có chiều thời gian luôn. Và do cái tính thuận tiện của nó là nó xem ngang, nó cắt ngang như vậy, cho nên là nó rất là dễ thực hiện nhanh, dễ tốn kém. Tuy nhiên, khi mà mình làm một cái nghiên cứu mà mình thu thập những cái thông tin về phơi nhiễm và bệnh trong cùng một lần mình khảo sát các em, thì mình sẽ gặp một cái điểm hạn chế, đó là mình rất là khó xác định được cái yếu tố nguyên nhân hay là phơi nhiễm á với là bệnh, cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi tìm cái mình muốn đi tìm mối liên quan giữa ăn mặn với lại tăng huyết áp, thì khi mà mình hỏi một người, mình làm nghiên cứu cắt ngang, mình thu thập thông tin về ăn mặn và tăng huyết áp cùng một lần mình khảo sát. Ví dụ như người ta vừa có ăn mặn vừa có tăng huyết áp, thì mình cũng rất là khó xác định được là ở người đó đó họ ăn mặn trước hay là họ bị tăng huyết áp trước, đúng không em? Rất là khó xác định, trừ khi người đó có cái họ đi khám sức khỏe thường xuyên, đi khám sức khỏe định kỳ và họ mới bị phát hiện tăng huyết áp gần đây, hồi trước giờ họ không bị tăng huyết áp, thì lúc đó mình mới có thể khẳng định là người này ăn mặn trước rồi bị tăng huyết áp sao. Còn đa số là mình rất là khó xác định được cái trình tự thời gian. Đây là ví dụ về nghiên cứu cắt ngang. Người ta nghiên cứu trên 162 sinh viên đại học trong một cái nghiên cứu cắt ngang về tác động của dịch Covid-19 lên sức khỏe tâm thần của sinh viên ở New Jersey. Nghiên cứu cắt ngang, Positional Study, Mental Health là những cái vấn đề sức khỏe và được đo lường bằng những cái thang đo, ví dụ như là những cái vấn đề về trầm cảm, stress, lo âu, lo lắng, buồn nôn hay là căng thẳng, thì gọi là những cái vấn đề sức khỏe tâm thần. Thì người ta muốn tìm hiểu xem là tỷ lệ sinh viên có mắc những cái vấn đề sức khỏe tâm thần là bao nhiêu và cái dịch bệnh Covid-19 nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sức khỏe tâm thần này. Cụ thể là sinh viên có biết gì về Covid-19 hay không? Rồi những cái Covid-19 thì ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi hành vi, đến những cái khó khăn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày của sinh viên. Thì người ta, những cái yếu tố đó đó, thì cái vấn đề sức khỏe tâm thần là bệnh, còn những cái đặc điểm như là biết về Covid-19 rồi bị thay đổi hành vi, gặp khó khăn trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày là những cái yếu tố phơi nhiễm. Nhưng mà khi mình làm khảo sát này thì mình hỏi những cái thông tin đó cùng một lần, mình phỏng vấn sinh viên, mình có thể phỏng vấn trực tiếp hay là mình tạo ra cái form online để sinh viên trả lời nha. Thì mình thu thập hết những cái thông tin này trong một lần mình khảo sát, thì thật ra mình cũng rất là khó xác định được là sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19, là họ không phải ảnh hưởng mà bị nhiễm thì bị ảnh hưởng nha, mà cái dịch Covid-19 làm cho mình phải giãn cách, phải cách ly, không được đến trường, khó khăn, gây khó khăn trong học tập, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Mình không biết là những cái đặc điểm, những cái ảnh hưởng đó nó xảy ra trước, rồi sau đó sinh viên mới bị cái mental health, hay là ngược lại, sinh viên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, cho nên là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái tác động của dịch bệnh Covid-19. Mình rất là khó xác định được cái nào xảy ra trước. Đây là nghiên cứu cắt ngang các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút ha, mình sẽ tìm hiểu tiếp về nghiên cứu